Xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị Hôm nay chúng ta tiếp tục ở trong lạc bài học về thi thiên thứ 119 Chúng ta đang ở khổ cuối cùng, khổ thứ 22 Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đọc từ câu 171 đến câu 173 Tôi xin phép được đọc ở đây Nguyện môi miệng tôi đồn ra sự ngợi khen Chúa Vì Chúa dạy tôi các luật lệ Chúa Nguyện lưỡi tôi hát sướng về lời Chúa Vì hết thảy điều răng Chúa là công bình Nguyện tay Chúa sẵn giúp đỡ tôi vì tôi chọn các diền mối Chúa. Kính thưa quý vị, chúng ta biết nội dung chính của khổ 22 này là khổ cuối cùng khép lại toàn bộ thi thi 119. Tác giả kêu gọi tất cả chúng ta hãy tiếp tục sâu nhiệm trong lời Chúa. Và ông cho chúng ta thấy từ câu 171 đến câu 173 có những biểu hiện của người đang có một mối liên hệ tốt với Chúa và lời của Ngài. Biểu hiện đầu tiên chúng ta thấy trong câu 171 Nguyện môi miệng tôi đồn ra sự ngợi khen Chúa Vì Chúa dạy tôi các luật lệ Chúa Tác giả nói rằng môi miệng của ông sẽ hát những bài hát ngợi khen Chúa Từ ngữ đồn ra không phải là nói nhưng mà hát Hát những bài ca ngợi khen Chúa Vì Chúa dạy ông những luật lệ của Ngài Chúng ta nhớ trong phần đầu của khổ 22 Ông đã cầu xin Chúa cho ông hiểu được lời của Chúa Và lời cầu xin của ông đã được Chúa đáp ứng Khi ông nói rằng Chúa đã dạy Hay là Ngài cho ông thấy những điều tuyệt vời Ông hiểu được những điều sâu nhiệm ở trong lời của Chúa Và bây giờ ông ngợi khen Ngài cái biểu hiện đầu tiên của một người đang có một mối liên hệ tốt với Chúa và lời của Ngài Đó là một người ngợi khen Chúa Hát những bài cảm tạ ở trên môi miệng của mình. Vì người đó hiểu được những điều mà Chúa muốn dạy ông. Biểu hiện thứ hai trong câu 172. Tác giả nói rằng, Nguyện lưỡi tôi hát sướng về lời Chúa, Vì hết thảy điều răng Chúa là công bình. Biểu hiện thứ hai này chúng ta thấy từ ngữ hát, Có nghĩa rằng luôn luôn ngợi khen hay là luôn hát. Hát sướng về lời Chúa. Có nghĩa rằng những bài ca, những bài ca ngợi về lời của chúa vì tất cả điều răn chúa là công bình tác giả đã cầu xin chúa giải cứu ông và ông đang chờ đợi điều chúa làm sự sâu nhiệm trong lời chúa đã làm cho một người trong hoàng nạn vẫn có thể hát ngợi khen ngài ông đang chờ đợi chúa đang chưa thực hiện những điều mà ông cầu xin trong sự giải cứu nhưng ông vẫn ngợi khen chúa được vẫn lưỡi của ông vẫn mở ra những bài hát những bài ca ngợi về chính ngài vì ông biết rằng hết thảy điều răn chúa là công bình những điều chúa nói và ngài sẽ thực hiện theo điều công bình ngài đã phán chúng ta cảm tạ ơn chúa vì tác giả cho chúng ta thấy một hình ảnh của khổ thứ 21 là một người vui vẻ ngợi khen. Mặc dù vẫn đang trong đời sự giải cứu, vẫn đang ở trong sự hoàn nạn, nhưng vì ông có một mối liên hệ tốt với Chúa và lời của Ngài, ông vẫn ngợi khen Chúa, vẫn hát những bài ca ngợi Ngài giữa những khó khăn, giữa những sự bắt bớ, vì ông tin vào sự công bình của Chúa. Và biểu hiện thứ ba, chúng ta thấy ở đây nguyện tay chúa sẵn giúp đỡ tôi vì tôi chọn các diền mối chúa ông nói rằng tay của chúa luôn sẵn sàng giúp đỡ vì ông chọn luôn giữ những mệnh lệnh của chúa tác giả bày tỏ một niềm tin tuyệt đối vào sự giải cứu vì chúa là đấng sẽ cứu ông vì ông đang giữ trọn những màn lệnh của chúa Thái giả tin như vậy Ông không chọn phản ứng lại Với những người bắt bớ ông Nhưng ông chọn giữ những diền mối Của Chúa Và chính Chúa sẽ phản ứng Với những người đang bắt bớ ông Chúa sẽ giúp đỡ ông Bằng cách Ngài sẽ xét xử công bình Chúng ta cảm tạ ơn Chúa Vì trong những hoàn nạn Thường chúng ta Chọn cách phản ứng lại Với những người làm tổn thương mình nhưng tác giả khác chúng ta Ông chọn sự phản ứng với lời Chúa Ông đáp ứng với lời Chúa Ông chọn giữ cái giềng mối Chúa Vì ông biết rằng Chúa vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ ông Ngài sẽ đem ông ra khỏi Hay Ngài có điều gì để tác động trên những người đang bắt bớ ông Nhưng bản thân ông không phản ứng với những người đó Nhưng ông phản ứng với lời Chúa ông chọn giữ các diền mối chúa. Thưa quý vị, tôi và quý vị có đang có những biểu hiện của một người đang có một mối liên hệ tốt với Chúa và lời của Ngài không? Chúng ta có đang ngợi khen Chúa, đồn ra những điều tốt đẹp của Ngài, lưỡi chúng ta có luôn hát sướng những bài ca ca ngợi những phẩm tánh của Chúa? và chúng ta đang chọn phản ứng với hoàn cảnh phản ứng với con người hay chúng ta chọn việc chúng ta phản ứng với chúa và chính lời của ngài hai thái độ hoàn toàn khác nhau và giữa hai thái độ đó bày tỏ chúng ta đang là người có mối liên hệ tốt với chúa và lời của ngài hay không xin lời chúa nhắc nhở tôi với quý vị nếu chúng ta vẫn chưa có những phản ứng giống tác giả hãy cam kết trở lại trong sự học đọc và suy gẫm lời của chúa một cách có hệ thống và chính lời của chúa lời đó đã giúp tác giả có những biểu hiện có những lời ca ngợi có những điều tuyệt vời ở trong chính chúa cũng sẽ giúp chúng ta có những phản ứng đúng đắn trong hoàn cảnh của mình xin lời chúa ngày hôm nay giúp đỡ tôi và quý vị Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì tác giả thi thi 119. Ông bày tỏ cho chúng con biết một hình ảnh của một người đang có một mối liên hệ tốt với Chúa và lời của Ngài như thế nào. Đôi khi chúng con không thể ngợi ca Ngài, không thể đồn ra những điều tốt đẹp của Chúa. Và chúng con chọn phản ứng với hoàn cảnh, với con người, thay vì chúng con yêu mến và tuân giữ lời của Chúa. Cha ơi xin Chúa thương xót Vì cớ sự yếu đuối của chúng con Vì cớ sự lạ lẫm của chúng con với lời của Ngài Nên chúng con không biết dùng lời của Chúa Chúng con không biết được những ý muốn của Ngài Và chúng con không biết được chính Chúa Cha ơi xin tha thứ cho chúng con Để rồi chúng con cũng sẽ có những phản ứng giống như tác giả Khi chúng con có một thì giờ với Ngài Nghiên cứu học hỏi lời Chúa một cách có hệ thống và chúng con sẽ kinh nghiệm được niềm vui Sự thỏa lòng Và những lời ngợi khen Sẽ ở trên môi miệng của chúng con Và những phản ứng Với lời Chúa Thay cho những phản ứng với hoàn cảnh và con người Chúng con cảm tạ ơn Chúa Chúng con cầu nguyện Nhân danh Chúa Jesus Christ Amen Trân trọng kính chào toàn thể quý vị